Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào mọi người, em tên là Thanh Nguyền. Năm nay em 28 tuổi, công việc hiện tại của em là kế toán. Quê em ở Vũng Tàu và hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Hồ Nhật Tiến, năm nay 27 tuổi. Em làm kỹ thuật viên Oppo tại Toyota Bến Thành, quận Nhất. Quê em ở Củ Chi. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em? Ưu điểm của em là em có ý chí và nếu mà khi mà em quyết tâm thì em sẽ làm cho đến cùng. Cái ưu điểm nữa là em cũng rất là vui vẻ và hòa đồng. Nhưng mà thật ra là khi gặp người lạ thì em cũng im re à. Chỉ khi nào em gặp bạn thân thì em mới nói được nhiều thôi chị. Khuyết điểm của em thì tại em cũng ít nói nên em giao tiếp cũng không được khéo léo lắm. Khi mà em thích một cái gì đó rồi thì em thường là em không có kiềm chế được. Giống như là em thích chơi đá là em không có kiềm chế được đó chị. Chơi gì? Dạ chơi đá. Chơi đá gì? Dạ trên tay mà chị. Sưu tầm các loại đá. Trời ơi. Đàn trai mà nghe đàn gái cứ quýu luôn rồi đó. Em nghe cũng quýu luôn. Nghe quýu liền thôi nhưng mà không chơi đá được. Bây giờ bạn trai mình nhỏ hơn mình chút xíu, tuổi em có vấn đề gì không? Dạ, quan trọng là tính cách bạn đó có chín chắn không ạ? Đúng rồi. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em trai là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là không nhậu, không hút thuốc, biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là hơi nói nhiều, hay quên. Nếu mà cái gì em quyết tâm nhớ là không bao giờ quên. Chết quên chị. Người yêu mình ha. Dạ. Em cũng hay quên lắm. Rồi, hai bạn cái nào ai cũng hay quên. Hay quên, khi nào quen 2 tháng quên. Ủa, em là ai, anh là ai không? Cố gắng nhớ nha. Dạ. Bên kia ít nói, mà gặp người quen mới nói. Thôi mình đi một chút xíu cái lý lịch tình trường coi sao bạn trai. Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì lúc còn sinh viên cũng quen được 3 năm. Nhưng mà do thời gian quen lâu rồi không hợp nhiều thứ nên hai người chia tay. Tình trường của em sao rồi? Dạ em cũng có 2 mối tình. Một mối tình 2 năm và một mối tình 5 năm. Thì là do bạn nam có người thứ ba cho nên em quyết định là dừng lại. Mối tình nào trước? Dạ mối tình 2 năm trước, sau đó đến mối tình 5 năm. Em là người trong ngoài ánh sáng, em được bạn đó giới thiệu với gia đình và bạn bè. Nhưng mà đằng sau đó thì cũng có rất nhiều bạn nữ ở trong bóng tối. Nhưng mà mình không sáng, không đè nổi bóng tối luôn hả em? Dạ thôi, em thấy em tuổi già sức yếu nên thôi em nhường lại cuộc chơi cho các bạn. Trời ơi, tuổi già sức yếu. Thôi bỏ qua, bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái mối tình đây. Hy vọng đây là mối tình cuối cùng. Từ lúc chia tay đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 1 năm rồi chị. Có ai đang ngắm nghía đeo đuổi mình chưa? Dạ cũng có nhiều bạn lắm nhưng mà em thấy tính cách các bạn hơi kỳ. Ví dụ có một bạn thì khi nào mà em muốn đi chơi đâu á, bạn đó sẽ chở em đi chơi. Nhưng mà bạn đó sẽ bảo em là bật ứng dụng Grab lên, xong rồi hết bao nhiêu tiền đưa lại tiền cho bạn đó. Kỳ vậy, vậy thôi đi Grab đi, mắc mớ gì phải đi với bạn đó. Hoặc không á, thì có một bạn là khi mà đi đám cưới á, thì thường là hai bên phải share tiền đều ra. Với lại nhiều khi bạn cũng không có muốn đi đám cưới tại bạn sợ là mỗi năm đi tiền nó rớt giá thì sẽ bị lỗ chị. Em thấy con trai bây giờ hơi tính toán. Tính gì dữ vậy trời? Trời ơi, đâu mà quá vậy. Em đi đám cưới có tính cho mình giá tiền nó bị thất thoát không? Dạ không anh. Thì coi như mình gửi sau này mình lấy lại thôi. Đi chơi với bạn gái có chia tiền không? Không, đi chơi bạn gái mà em thoải mái lắm, em trả. Được. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nam chín chắn, vui vẻ và hòa đồng, rộng lượng một chút chứ đừng có quá keo kiệt và tính toán. Vì em cũng hơi ít nói nên em muốn bạn nam là biết cách giao tiếp một chút xíu để bù lại cho em. Về ngoại hình nói nhiều lắm. Dạ ngoại hình thì cao trên 1m75, 1m8 thì càng tốt ạ. Chị giữ vậy em? Dạ tại em thích mấy bạn nam nhìn cao cao trông ấn tượng đó chị. 1m7 được rồi thì mình giảm từ từ cũng được anh. Giờ còn 1m69 được không? Anh giảm từ từ đó, nói câu nên giảm 65 á. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào con gái? Dạ mẫu người lý tưởng của em là giống như anh Kến Thành á anh. Kến là Thành. Một người vui vẻ, cũng có nghị lực sống, biết tạo dựng sự nghiệp của mình mà cũng rất là chiều bạn nữ. Anh kiểm tra coi đây giống Trấn Thành không? Có cũng có Trấn á. Trấn nước, Trấn gì đó không biết. Em cần một người yêu lý tưởng như thế nào? Không cần quá cầu kỳ, biết chăm lo cho gia đình, tiết kiệm. Quan trọng ở em bạn nữ đó là không nói dốc. Gái mà nói xạo kỳ lắm nha. Chắc không có đâu. Còn gì nữa? Nhỏ con, da trắng, tóc dài, cọp. Bạn gái em có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Không biết là bạn nam bên kia có thích mèo không ạ? Động vật thì rất thích. Chứ mèo nhiều ông thích lắm nha em. Dạ em không có thích mèo, em thích chó ạ. Em sợ bạn nó thích mèo thì cũng không được hợp lắm. Trời ơi, chó mèo gì cũng nuôi thôi, động vật 4 chân trong nhà thôi. Ừ. Nuôi chuột không? Dạ không chị.
Chào em. Chào chị. Cao được mét nhiêu? Dạ mét 65 chị. Người ta muốn tới mét 8 mà có mét 65 là tiêu rồi. Tiêu chuẩn ta cao quá chị. Mét 8 qua kiếm mình Minh đi. Khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Khoảng cuối năm sau có thể tiến tới hôn nhân. Mình đã chuẩn bị gì chưa? Dạ đầy đủ hết chị. Đầy đủ là cái gì, ví dụ nói thử nghe. Tiền vàng thì nói chung là em cũng có. Tiền có vàng nữa. Em làm em dành dụm mua. Phòng em thì bàn trang điểm. Bàn trang điểm em trang điểm hả? Không, em mua sẵn thôi. Em mua sẵn thôi. Chưa có vợ mà mua sẵn bàn trang điểm luôn. Dạ. Ủa gì kỳ mới vậy? Gói mới, máy lạnh em mua hết rồi. Trời ơi, rồi cái bàn trang điểm nó đềm hết rồi sao? Sau này bạn nữ không thích thì em sẽ đổi lại cái khác. Trời ơi, nó trượt giá, nó mất giá tiền em. Và mua khuyến mãi, mua trước để nó lên giá. Giới tính nó rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Chắc không? Dạ chắc, thích nữ. Mỗi ngày cũng ngồi vô bàn trang điểm coi coi rồi chọc chọc rồi chơi chút xíu ha? Không có chị. Tôi nghi lắm mà. Lý do sao ế vậy? Dạ tại cái môi trường làm việc em nó khắc nghiệt với cạn kiệt phụ nữ. Đâu mà thấy ghê vậy? Môi trường gì mà cạn kiệt ghê vậy? Tại em làm ô tô mà chị, toàn là nam không à. Thôi để về tôi nói với bên này coi, coi chịu qua bên bển có cái bàn trang điểm rồi kìa. Dạ chỉ cần bạn đó đừng có tranh dùng với em là được. Nhưng mà hơi lùng nha. Đi về độn lên chị. Yêu là được hết nè, cao thấp không quan trọng đâu. Lùng không quan trọng, quan trọng là phụ tùng tốt được rồi. Nhưng chào anh. Chào em. Sao em cần tới mét 8 như em? Mình cứ hạ giá cao cao lên, xong người ta trả thành dần xuống anh. Trời ơi, có trả giá. Mét 8 mà trả mét 65 rồi đó. Cũng hơi thấp thiệt. Không thấp, sao lầm không thấp đâu. Quan trọng là anh ấy chăm sóc em tốt là được rồi ha. Bây giờ có tiền nữa, muốn làm ngành gì riêng không? Dạ muốn mở một tiệm bánh. Tiệm bánh, đó là hy vọng rằng em sẽ mở cho vợ cái tiệm bánh tây được không? Dạ em sẽ cố gắng. Rồi bây giờ thì mình khảo sát ý kiến người thân, sau đó mình cho hai bạn gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị sếp và một đứa em mới kết nghĩa ngày hôm qua. Trời ơi. Dạ kính chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường, bạn nam cùng toàn thể khán giả trong hội trường. Em xin giới thiệu em là Thanh Trúc. Hiện là một người chị, một người bạn đồng nghiệp cũng như là sếp của bé Huyền. Thấy bạn nam mặc dù là cái tiêu chuẩn thì hơi thấp hơn so với lại cái mong muốn của Huyền, nhưng mà em thấy là bạn rất là manly, đẹp trai. Và một cái em rất là chấm là bạn biết nấu ăn. Đặt vai trò của em là Huyền thì chắc là em sẽ chọn bạn nam á. Thấy tốt rồi ha, cảm ơn. Cảm ơn chị. Anh sếp đi, anh trai đi với ai? Dạ bữa nay em đi với ba mẹ và ba người bạn thân của em. Có ba đó, hả? Xin kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả buổi ghi hình hôm nay. Thấy bạn gái bên đây là tôi thấy là mến. Con tôi thì được cái từ nào về nó có trung thực là hiếu thảo cha mẹ, với lại những cô bác xung quanh đó nó đối xử rất là đàng hoàng. Còn bạn gái thì tôi không cầu kỳ gì hết đó. Tôi chỉ mong là sống là có là nhân đức vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt rồi tự quyết định nha. Mở rào. Đâu đó chiều cao coi ổn không? Được không em? Anh cao hơn em rồi đó. Nhưng mà chị thấy là em phải kiểm tra cái vụ men đó nha. Chứ là có cái vụ bàn trang điểm mà dành nhau đó. Có cách nào thể hiện mình là men không em? Em có thể cộng bạn nữ hết đắt được chị. Dám chơi không em? Lỡ gãy lưng xong bắt đề em sao chị? Người ta có, người ta muốn thể hiện thì mình để cho người ta thể hiện đi. Giờ luôn em, làm luôn. Có án mạng không vậy chị? Có án mạng đâu, mình ngồi mé bên vậy nè em. Mình ngồi vậy nè, đó. Ngồi lên. Chị đừng được. Ngồi nha chị, chết chị em. Chị đâu có ngồi đâu, chị nặng lắm. Rồi, nhấc chân lên. Trời ơi. Vui này vui nè. Thôi được rồi. Được chưa? Được rồi, được. Tin chưa? Dạ rồi. Ổn rồi phải không? Dạ. Anh chưa cũng làm vậy hai lần mà giờ anh thoát gì địa điểm đó em. Chào bạn. Dạ thì bạn nghĩ sao về mình? Dạ hai bạn cũng xinh. Gì mà dạ? Anh thấy em cũng xinh. Gói thì nãy giờ em gói. Anh em đàng hoàng, vô lại. Anh cũng thấy em cũng xinh. Dạ cảm ơn anh. À, em thấy anh thấy nào? Dạ ngoại trừ bộ chiều cao thì mọi việc đều ok hết anh. Nhất là cái vụ hít đất là em rất là ấn tượng. Anh có khó chịu nếu mà bạn gái coi điện thoại của mình không ạ? À? Không. Dạ. Nhưng mà đừng có xâm phạm đề bơi quá. Nếu mà chưa có khăn nhau quá thì không nên. Thì coi là xâm phạm đời tư rồi đó cưng. Có nhiều người cầm điện thoại coi xong rồi tự trả lời tin nhắn luôn á. Cái đó là lố quá. Anh có các kiểu như em gái mưa hay là chị gái mưa vậy không ạ? Không.
em gái nuôi. Có tới em gái bảo luôn rồi nó chìm mưa. Anh có thích đi xem phim không anh? À, hầu như là tuần nào cũng đi. Anh có thích xem phim ma không anh? Phim ma thì sợ ma nhưng mà vẫn thích. À, dạ vậy được rồi, em không sợ ma mà em cũng thích xem phim ma. Rồi giờ bạn trai đứng lên chủ động tới nắm tay bạn gái hát tặng bài hay là tỏ tình gì đó đi. Tự tin lên. Đó đúng rồi. Một vòng trai đất anh tới đây. Khoan, nắm tay nhìn bạn gái hát thì nó tình cảm. Một vòng trai đất anh ngồi đây, em ngồi đây ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen. Trời ơi. Nào, để tay chút bấm đi bạn. Bấm đi hai bạn. Chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Cho nên mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Hồi hộp quá. Hình như em gái bấm chậm hơn đúng không? Em có suy nghĩ điều gì hả? Dạ không, em với không tới. Chúc mừng hai em nha, nắm tay nhau đi. Trời, ở đây hôn mà làm gì vui sướng dữ vậy?